theo Tổng cục Du lịch, nếu năm 2000 Việt Nam chỉ có từ 200 đến 300 hướng dẫn viên thì đến nay con số này nhiều gấp cả 100 lần lên tới hơn 23.000 người. Trong đó, chỉ có từ 5 đến 10% là thuộc biên chế các công ty du lịch lữ hành, còn lại là cộng tác viên hoặc hướng dẫn viên tự do. Trong khi đó, điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thấp. Với chuẩn thấp này, trình độ hướng dẫn viên không đồng đều có những thời điểm khi mà khách khá là cả khá cái cái số lượng khách hơn lớn ý, thì họ có việc rất là liên tục cũng như là cái cường độ rất là lớn đôi khi đấy cũng làm cái 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 lý do khiến cho họ cũng không có nhiều thời gian để trao dồi kiến thức của mình thì tuy nhiên là khách hàng thì thường là rất là khó tính à, khi mà đã được đáp ứng cái nhu cầu rồi thì họ lại còn muốn được chất lượng càng ngày càng cao hơn nữa cho nên là cái việc đòi hỏi chất lượng cao là chuyện đương nhiên của thị trường đại diện hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam cho biết do chưa được xếp hạng, nhiều hướng dẫn viên du lịch có quá trình làm việc xuất sắc nhưng không được công nhận và vinh danh, không được các công ty lữ hành trả tù lao xứng đáng. Việc này phần nào làm suy giảm ý thức phấn đấu học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của hướng dẫn viên. Cái việc mà chưa cái xếp hạng dẫn viên ấy thì là một phần đã làm giảm sút cái ý chí học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng cái tốt hơn cái nhu cầu của khách du lịch. Cũng đồng thời là phấn đấu để sao được cái xã hội tôn trọng. Cái thứ hai nghĩa là cái việc mà chưa xếp hạng đấy thì cũng gây một cái phần khó khăn ấy, cho các công ty lữ hành ấy, trong cái việc tìm kiếm các hướng dẫn viên ấy, phù hợp với các cái tour du lịch của mình trong cái việc à, trả thù lao mà các hướng dẫn viên hay gọi là công tác phí ấy, cho các cái hợp đồng hướng dẫn đó. Trong thực tế, các doanh nghiệp lữ hành rất coi trọng vai trò của hướng dẫn viên du lịch. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đóng vai trò quan trọng, mang tính quyết định đối với cơ hội thành công của một tour du lịch. Đồng ngũ này còn là cầu nối quảng bá hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung đến với du khách. Tuyên là một cái cái nghề mà hiện nay chúng ta cho phép họ được là động tự do. Người ta có thể không nhất thiết là phải là một nhân viên của công ty du lịch mà người ta có thể là cộng tác viên của rất nhiều công ty du lịch. Và vừa rồi là không có một cái tổ chức nào à, có thể là là đại diện cho tất cả mọi nhân viên như vậy. Thứ nhất là để quản lý họ, thứ hai là để giám sát họ thứ ba để đánh giá chuyên môn của họ. Bản thân là hướng dẫn viên bây giờ đi thực hiện những cái tour đấy là thay mặt cho đại diện cho một doanh nghiệp để đi thực hiện những cái dịch vụ bán cho khách hàng mà lại cái chất lượng của hướng dẫn viên nó lại không được đồng đều hoặc là có những cái gì đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nên phân chia ra như vậy thì nó sẽ hay hơn. Cũng vì ý thức được tầm quan trọng của đội ngũ hướng dẫn viên nên trong bối cảnh chưa phân hạng hướng dẫn viên du lịch, một số doanh nghiệp đã chủ động tổ chức cuộc thi xếp hạng cho các hướng dẫn viên cũng như cộng tác viên nhằm tuyển chọn nhân sự và nâng cao năng lực của đội ngũ này